Thầy xin gửi lời chào thân ái đến với tất cả các bạn và toàn thể các em trên mọi miền Tổ quốc lời đầu tiên cho phép thầy Nguyễn Công Chính của tuyển sinh 247.com xin gửi tới tất cả các bạn và các em một ngày mới thật là nhiều niềm vui và sẽ gặt hái được thật nhiều thành công trong những chặng đường sắp tới, các em nhé. Các thân mến, hôm nay thầy chào mừng tất cả các bạn và các em đã đến với một khóa học mới, đó là khóa S1 Toán 11 dành cho bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống, các em nhé. Các thân mến, thầy chính được tuyển sinh 247 giao cho đảm nhận đó là dạy sách giáo khoa kết nối tri thức đó theo chương trình giáo dục phổ thông mới đó thế thì các bạn và kem biết rồi bao giờ cũng thế chương trình mới thì nó bao giờ cũng sẽ có thêm những cái đặc điểm mới đó bởi vậy mà những cái bạn học sinh mà bây giờ mình mới lên đúng không nhỉ đó lên 11 năm nay thì chắc chắn là chúng ta không khỏi gọi là bỡ ngỡ đúng không bởi vậy mà các em cần thiết phải có một cái khóa học đó cần phải có thầy cô hướng dẫn chỉ bảo thì chúng ta mới có thể là chinh phục được cái kiến thức 11 và mở rộng hơn nữa là về sau là thi đại học đúng không? Thế thì chúng ta sẽ cùng để ý vào phần giới thiệu khóa học ngày hôm nay của thầy các em nhé. Hy vọng là sẽ đem đến cho các em đó là những trải nghiệm thú vị. Rồi Rồi, đây là hai cái cuốn sách giáo khoa mới của mình đó, sách toán tập 1 và tập 2. Được không nhỉ? Đó. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới ấy, đấy thì chúng ta sẽ có ít nhất là ba bộ sách đúng không? Đó. Thế thì thầy thấy là cái chương trình theo kết nối tri thức với cuộc sống ấy là rất là hay. Đó, không chỉ là chúng ta được học các kiến thức này, chúng ta có các cái dạng bài đó liên quan đến uh, thịnh, uh, ôn thi cho phổ thông vân vân đó mà qua đó chúng ta còn có thể đó là còn gắn kết được các cái lý thuyết này với uh, các cái vấn đề trong thực tiễn. Đấy và chúng ta giải quyết nó thì đấy là một điều thể thấy rất là hay và mới đúng không nhỉ? Đó. Rồi, uh, về tổng quan khóa học của mình thì chúng ta sẽ có uh, 15 chuyên đề đó và uh, có những hơn 80 bài giảng và gần 90 đề thi. Đấy. À, có thể nói là uh, thầy sẽ dành rất nhiều các cái uh, uh, thời gian công sức tâm huyết của mình để uh, dạy cho chúng ta. Các uh, em để ý là trong mỗi bài giảng này, đấy, trong hơn 80 bài giảng thì bao giờ cũng thế, thầy sẽ uh, mỗi một chuyên đề thì chúng ta sẽ có ít nhất là 3 tiết. Đó. Nếu bài nào mà lý thuyết mà ngắn thì chúng ta học một tiết, còn bài nào mà dài thì chúng ta sẽ học trong ít nhất là 2 tiết và chúng ta sẽ luôn có uh, video chữa bài tập đầy đủ nữa. Đó, như vậy là ít nhất là 3 tiết. Đấy. Và trong mỗi một phần đó không chỉ thầy uh, hướng dẫn cho chúng ta cái cách hiểu, cách nhớ lý thuyết làm sao cho nó được đơn giản, nhẹ nhàng, đúng không nhỉ? Đó, mà vẫn bám sát với chương trình. Đồng thời trong các phần chữa bài tập thì thầy luôn hướng dẫn chúng ta rất là cẩn thận, chi tiết cụ thể và mở rộng thêm ra cho chúng ta thêm những cái dạng toán uh, khác nâng hơn nữa. Đấy. Như vậy là sẽ rất là tốt các em nhé. Đó đây với 15 chuyên đề bám sát sách giáo khoa của mình thì trong học kỳ 1 chúng ta sẽ học các chuyên đề sau thứ nhất chuyên đề 1 đó là hàm số lượng giác và phương trình lượng giác chúng ta gọi tắt là lượng giác nhé. đó à, chuyên đề 2 quan hệ song song trong không gian Thì đây chính là cái phần hình học không gian đó cái phần này tương đối là khó đấy nhá đúng không à, chuyên đề 3 của mình đó là tìm hiểu về dãy số cấp số cộng và cấp số nhân Uh, chuyên đề 4 chúng ta sẽ có cái phần đó là ôn tập giữa học kỳ 1 uh, toán 11. Đấy. Uh, đấy, như vậy là các em để ý trong cái khóa học của mình đó, không chỉ chúng ta sẽ uh, học bám sát theo sách giáo khoa theo từng chuyên đề, từng bài mà chúng ta còn có thêm những cái phần uh, ôn tập nữa. Đó, để đảm bảo là nhớ được uh, kiến thức uh, một cách thật là rõ ràng, đó và uh, thành thạo trong các cái dạng bài tập À, chuyên đề 5 của mình đó là tìm hiểu các số đặc trưng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm. Cái này nằm ở trong cái phần uh, thống kê đúng không? Thống kê. À, chuyên đề 6 đó là giới hạn hàm số liên tục. À, và chuyên đề 7 là các hoạt động thực hành trải nghiệm. Đấy. Thì đây là phần học kỳ 1 của mình. Thì các em để ý cái phần giới hạn hàm số liên tục ấy, cái này nó rơi về gọi là uh, phân môn là giải tích đó tức là bắt đầu là cao hơn đấy cấp cao hơn ở trên cái đại số một tí đó cấp cao hơn đó và chúng ta sẽ có cái hoạt động thực hành trải nghiệm đó là tìm hiểu về các cái một số cái vấn đề mà chúng ta có thể áp dụng được cái 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 các cái thực áp dụng vào được vào thực tiễn ấy. Tức là chúng ta sẽ trải nghiệm cái này nếu như mà ở lớp mình hoặc là ở trường mình các thầy cô mà nếu mà có điều kiện các thứ thì sẽ cho các em thực hành Đấy, ví dụ như là các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính tiền tệ rồi các vấn đề liên quan đến áp dụng và lý thuyết vào trong lý hóa sinh vân vân đấy chúng ta hiểu ý không nhỉ đó chúng ta đã áp dụng vào trong các khoa học và trong các cái vấn đề thực tiễn để các em hiểu sâu sắc về lý thuyết hơn và kiến thức nó được gần gũi hơn có hiểu ý không đó thì đấy là học kỳ 1 đó và tất nhiên cuối cùng chúng ta cũng sẽ có cái phần ôn tập để chuẩn bị thi cho học kỳ 1 nữa đó. đó rất là đầy đủ rõ ràng chi tiết. Với học kỳ 2 của mình thì chúng ta cũng sẽ có 15 chuyên đề, đó, đúng không? đây, chuyên đề 9 của chúng ta đó là hàm số mũ và hàm số logarit, đó. Đây cũng là chuyên đề về uh, uh, giải tích, đó. Các em nhớ cho thầy đây là một cái điểm rất là mới nhá. Hồi xưa thì theo chương trình cũ thì hàm số mũ và logarit của em phải học ở chương trình 12, thì bây giờ đã được uh, đẩy xuống 11 rồi, đấy chúng ta có cái sự gọi là đảo lại sắp xếp lại một tí. Đấy, các được tiếp cận cái phần này sớm hơn. Đấy. Nhưng mà cũng chính vì thế là cũng nhiều kiến thức đấy nhá, chứ không phải lại ít gì đâu. Ừ. Đấy. Chuyên đề 10, quan hệ vuông góc trong không gian. Đây cũng là phần hình học không gian tiếp theo mà chúng ta sẽ được học. Đấy, đúng không? Chuyên đề 11 chúng ta là ôn tập giữa học kỳ 2. Chuyên đề 12 là các quy tắc tính xác suất. Đấy. Chuyên đề 13 là tìm hiểu về đạo hàm. Chuyên đề 14 là hoạt động trải nghiệm và tất nhiên chuyên đề 15 cũng sẽ là ôn tập kỳ 2. Ở đây thì thầy có một số cái dặn dò cho chúng ta đó là trong này thì tương tự giống như ở trong học kỳ 1 ấy, thì cũng sẽ có đầy đủ các cái phân môn đó là đại số giải tích này, xác suất thống kê này, đó và hình học, đặc biệt ở đây là hình học không gian. Mọi người chúng ta nắm được không nhỉ? Đó. Ví dụ như là hàm số mũ loga này Ừ. Rồi đạo hàm, đấy, đấy là thuộc về đại số giải tích. Quan hệ vuông góc, đó là rơi về hình không gian. Đó, các quy tắc tính xác suất, đó là xác suất thống kê. Được chưa nhỉ? Đó, tức là học kỳ 1 và học kỳ 2 đều có những cái nội dung đầy đủ như vậy. Đấy, đấy là theo cái cấu trúc chương trình mới của mình. Đó, các em hiểu các phân môn ở trong toán này không? Chúng ta nắm được chưa nhỉ? Đấy. À, thực ra thì ví dụ như là xác suất thống kê các thứ thì chúng ta cũng đã được tìm hiểu một cách gọi là tương đối nhưng mà cơ bản ở trong chương trình lớp 10 thì em thấy không nó là một cái dòng chảy liên tục đúng không nhỉ đó các cái phân môn này nó sẽ là một cái sự tiếp nối kế tiếp kế thừa từ lớp 10 đưa lên theo một cái dòng chảy liên tục xuyên suốt mọi người hiểu ý không đó đấy và bao giờ cũng thế em để ý cái phần kiến thức của kỳ 2 này đặc biệt là quan trọng và sẽ phục vụ rất là nhiều trong thi 12 cũng à, lên 12 cũng như là thi ôn thi đại học các em nhé đó bởi vậy mà hơn bao giờ hết thầy luôn khẳng định với chúng ta đó là thực ra chương trình 11 của mình mới là nhiều cái mới hay lạ và khó đấy các em nhé đó cái hay tất nhiên nó phải khó khó thì nó mới quan trọng đúng không vì nó là một cái bước đẹp đúng không nó là một cái bước chuyển giao mà các em từ 10 nó bị tí nữa chúng ta lên được 12 bởi vậy cái 11 này là một cái bước đẹp đúng không là một cái bước nền tảng rất là quan trọng đó để các em thi lên 12 các em phải nhớ là lớp 11 này chúng ta phải học thật là cẩn thận, vững vàng và chắc chắn cho thầy thì chúng ta mới nắm chắc cái tấm vé để thi vào đại học ở đỗ được. Đó. Rồi, và đặc biệt các em thân mến, trong năm học này của mình đấy thì trên tuyển sinh của mình cũng có thêm rất nhiều các khóa học mới. Đó, để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các em. Đó, đặc biệt là thầy có mở thêm khóa đó là khóa S1 cộng lai. Tức là nó có gì mới hơn so với cái khóa S1 cơ bản của mình thì trong S1 cộng like nếu chúng ta đăng ký khóa này thì mình sẽ có thêm uh, ít nhất là khoảng là đây này, có khoảng là 20 buổi livestream trực tiếp. Đó, các em sẽ được học và tương tác trực tiếp với thầy. Đó, các em sẽ được hỏi bài, đó, uh, được thầy giải đáp uh, rồi giảng uh, cho một cách uh, trực tiếp. Chúng ta hiểu không? Giống như là các em vẫn nghe livestream của thầy trên uh, YouTube ấy, đấy. Nhưng mà nó sẽ và tốt hơn ở chỗ nữa là đó là uh, đây này các buổi live stream này sẽ tổng kết kiến thức và ôn tập các cái dạng bài quan trọng cho chúng ta tức là sau mỗi một cái chuyên đề là chúng ta sẽ có ít nhất là một bài giảng để ôn tập về phần đó tổng ôn đấy đấy và chúng ta còn có các buổi live stream để ôn thi giữa học kỳ và cuối học kỳ được không nhỉ đó điều này rất quan trọng vì các em để ý là kiến thức của chúng ta rất là nhiều kiến thức cũng nhiều mà dạng bài cũng đa dạng cơ thì nếu bây giờ chúng ta không có những cái phần ôn tập chốt kiến thức quan trọng thì tất nhiên rồi với các bạn 10 11 các thứ ấy các em chưa thể gọi là đủ khả năng để chúng ta tự gọi là tóm tắt rồi hình thành ra được là cái 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 những cái vấn đề quan trọng là gì đúng không? Đó, các có hiểu không? Bởi vậy các buổi ôn tập này sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Đó không chỉ hệ thống kiến thức này, một cách uh, chi tiết này khoa học, đó phân theo dạng này mà sẽ giúp cho mình đó là chắc chắn hơn những cái tự tin hơn khi mà mình làm các cái bài thi kiểm tra và sẽ chắc chắn là sẽ đạt được điểm cao 90. À, thầy đảm bảo về điều này các em nhé Đó. Sau khi học các khóa này của mình là chắc chắn là phải là 90. Đấy các em uh, yên tâm. Nhưng mà phải điều này phải có được nếu như mà các em cũng phải tự tin này, và quyết tâm và cố gắng ngay từ đầu, các em hiểu không? Đó, từ sớm. Đấy. Ôn tập nếu các em đúng thời điểm, chăm chỉ chịu khó, các em chắc chắn sẽ đạt điểm cao yên em yên tâm về điều này nhé đó thực tế đã chứng minh điều này rồi đó các anh chị đi đằng trước đấy mặc dù nó khó thật 11 này của mình có rất nhiều cái mới hay khó và lạ nhưng mà bao giờ cũng thế nếu có phương pháp chỉ đường rồi có thầy cô hướng dẫn tất nhiên không có, không có gì khó khăn cả đâu đó chắc chắn vẫn sẽ đạt được kết quả cao thì đấy là uh, các kem để ý về cái khóa S1 cộng live của mình đây là điều rất là mới và đặc biệt trong năm nay chỉ các em mới có được thôi thầy nói thật nhá đó ừ. Rồi, về mục tiêu, đối tượng và phương pháp của khóa này của mình thì các em để ý, đó là mục tiêu thì với khóa này của mình không chỉ giúp cho các bạn học sinh nắm chắc kiến thức lớp 11 trong sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Đó, và đạt được kết quả học tập thành tích là cao. Đó, thì đảm bảo cho chúng ta là sẽ tiến bộ nhanh chóng trong thời gian ngắn và các em sẽ có thêm niềm tin, có thêm động lực yêu thêm môn toán nhiều hơn. Đó và mở rộng ra là sau khi chúng ta học tốt môn toán thì các môn khác các em cũng sẽ được nâng lên. Đó, thầy tự tin về điều này các em nhé. Đó. Và với kết quả học tập của em mà là tốt thì chắc chắn rồi, về sau thì cái này sẽ là một bước đệm, là một cái bàn đạp để cho em vững vàng, tự tin khi lên 12 và uh, thi đại học. Đó, bao giờ cũng thế, gọi là nền tảng mà ổn mà chắc chắn thì bao giờ em cũng sẽ gọi là uh, tự tự tin hơn, điều này là chắc chắn rồi, đúng không? Đó rồi và không chỉ vậy thì nếu mà các em đạt được kết quả uh, 11 của thầy mà cao ấy thì về sau trong những cái công việc như là về sau các em uh, uh, xét tuyển rồi xét học bạ các thứ vân vân đó thì bao giờ các em cũng sẽ được thuận lợi hơn đó các phải nhớ là nhiều bạn ấy cứ nghĩ là 10 với 11 thôi gọi là cố được đến đâu thì cố còn nếu không cứ chơi đi này nọ đến 12 các em sẽ hối hận đấy nhiều bạn sẽ rất là gọi là gì ấy, nhìn lại các bạn sẽ thấy chán tại vì bảo là hồi lớp 10 lớp 11 mình không cố gắng đấy các em cứ hỏi các anh chị đi lần trước em sẽ thấy nếu mà có ước muốn quay trở lại thì chắc chắn em thấy ngay các anh chị sẽ bảo là ước gì là mình đã chăm chỉ hơn từ khi bắt đầu lên cấp 3 đó thầy nhắc cho em điều này luôn nhé Bây giờ không phải là quá muộn nhưng cũng không còn sớm đâu. Đó, tại vì lớp 11 chắc chắn nó không còn sớm đâu. Đó, bởi vậy bây giờ là thời điểm uh, thích hợp và bây giờ là thời gian phù hợp rồi để cho chúng ta có thể thực hiện mục tiêu của mình ngay từ bây giờ. Đó. Và tất cả các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn học kết nối trí thức của cuộc sống thì chúng ta đều có thể đăng ký khóa này của thầy. Thậm chí ngay cả các bạn nếu mà kể cả các em học các khóa, à, học các sách khác đi chăng nữa thì em học khóa này của thầy cũng không có vấn đề gì vì thực ra thì các sách thì trả qua là người ta trình bày và cách tiếp cận thì nó cũng chỉ khác nhau một chút thôi còn đa phần thì kiến thức cũng như là áp dụng thực tiễn các thứ thì cũng không có gì thay đổi nhiều đó em yên tâm bởi vậy mà tất cả các bạn đặc biệt là kết nối tri thức thì chúng ta có thể học khóa này đó và tất nhiên chúng ta cũng đã theo dõi các bài của thầy nhiều rồi đó vì thầy cũng đã dạy rất là nhiều năm bởi vậy mà thầy đã tổng kết đúc rút được rất nhiều các kinh nghiệm quý báu. Bởi vậy trong quá trình học, không chỉ dạy kiến thức, thầy cũng sẽ dạy cho chúng ta các kinh nghiệm này. Điều này rất là quan trọng và không có được ở đâu cả, đúng không nhỉ? Đó. Cái này chỉ có được khi mà chúng ta là học sinh của thầy thôi. Đó và chúng ta học các bài của thầy nhiều thôi. Các em nhớ chưa? Tại vì các em biết là thầy luôn dạy cẩn thận, chi tiết, đó, tỉ mỉ. Bạn nào kể cả có học yếu, xuất phát điểm nếu như có hơi thấp một tí, ok, không vấn đề gì nhé Đó. No problem, đúng chưa? Không? không vấn đề gì cả. Các em hãy cứ tự tin đăng ký, đảm bảo là chúng ta sẽ tiến bộ trong thời gian ngắn đó. Rồi và trong quá trình học thì thầy luôn cố gắng đó là chúng ta sẽ học làm sao được đơn giản, dễ hiểu nhất. Thầy luôn có các cái hệ thống từ ví dụ, lý thuyết cho đến bài tập mà chúng ta được tiếp cận một cách gọi là dễ hiểu, đó. Mà nó vui vẻ, mà nó không có áp lực. Đấy, đấy là cái rất quan trọng khi học các em nhé nhớ chưa nhỉ. À, khi dạy thì thầy luôn cố gắng kết hợp cả trắc nghiệm và tự luận để phù hợp không chỉ với cả tình hình trên lớp mà cũng như là xu hướng mới và các cái tình hình thi mới của Bộ Giáo dục. Đó. Tức là kết hợp đan xen cả hai, đó. Ngoài các cái phương pháp trình bày tự luận thì các em biết rồi đấy, để đáp ứng với tình hình mới, luôn luôn chúng ta phải có thêm các cái phương pháp tư duy phản xạ nhanh rồi các cái phương pháp giải nhanh trắc nghiệm và máy tính vân vân. Đó, thì trong này thầy sẽ dạy luôn cho chúng ta cả hai trong một. Đó rồi và tất nhiên không chỉ hệ thống lý thuyết mà các hệ thống bài tập của thầy cũng cực kỳ phong phú rất là nhiều và đa dạng bao gồm uh, phủ rộng và kín tất cả phương trình uh, của tất cả các chương trình đó uh, các em có thể thấy là các bài tập của thầy uh, là nó sẽ có một cái hệ thống nó rất là khoa học đó và phân theo dạng đàng hoàng rồi em học đến đâu nếu em chăm chỉ chịu khó làm bài luôn đến đấy thì chắc chắn em sẽ nhớ rất là lâu đó rất là lâu đó nói chung là bài tập thì không thiếu chỉ thiếu người làm thôi đấy cố gắng lên thì hệ thống bài tập này trên tuyển sinh của sẽ giúp đỡ cho chúng ta giải đáp thắc mắc 24 trên 24 đó à, tuyển sinh 247 sẽ rất hân hạnh phục vụ giúp đỡ cho chúng ta trong mỗi khi mà chúng ta gặp khó khăn các em nhé đó rồi và à, thầy giới thiệu đến đây là hết rồi đó một lần nữa thầy xin trên... À, xin chân thành cảm ơn tất cả những tình cảm của các bạn và các em đã luôn theo dõi, đồng hành, ủng hộ thầy Nguyễn Công Chính cũng như là các thầy cô trên tuyển sinh 247.com. Đó. Và các em hãy tự tin và nhanh chóng đăng ký khóa bứt phá toán 11 kết nối tri thức cùng với thầy. Thầy trao tri thức trò nhận đam mê. Đó. Rồi, thầy xin hẹn gặp tất cả các bạn và các em trong những khóa học 11 của thầy các em nhé rồi thầy chúc các em sẽ đạt được kết quả thật là tốt và sẽ đạt được ước mơ nguyện vọng của mình trong tương lai xin chào các em